Nhằm làm nổi bật mức lương ọp ẹp của mình, thì các nhân viên bán thức ăn nhanh đã chọn ngày thuế Mỹ 15 tháng 4 để biểu tình đòi mức lương cao hơn. Kế hoạch kêu gọi biểu tình đã được thực hiện ở 230 thành phố trên khắp nước Mỹ như Los Angeles, Berkeley, New York. Các nhà tổ chức cho biết, nguyên nhân biểu tình vào ngày 15 tháng 4, ngày thuế của Mỹ, là muốn nhấn mạnh mức lương 7,25 đô la một giờ, không đủ để giúp cho họ tồn tại trên đất Mỹ. Theo ý kiến của những người biểu tình, mức lương tối thiểu nên được tăng lên 15 đô la một giờ. Các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh và bán lẻ đã bắt đầu có phản ứng với lời kêu gọi. Tuy nhiên, mức tăng lương vẫn còn thấp hơn nhiều so với yêu cầu. Tiền lương đang là một vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ. Bởi thời gian gần đây, mặc dù thị trường việc làm có cải thiện, nhưng mức tăng lương vẫn không được là bao. Dự kiến, tiền lương sẽ là vấn đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.